Hello, chào bạn nha. Hôm nay mình sẽ review 4 loại động vật trong vườn thú Palanzo chạy như thế nào nha. Mình sẽ review 4 loại động vật Barbie Animal. Ok, đây là con đầu tiên, con linh cẩu. Con Barbie Hine. Ok. Đó. Nhìn nó khá là khác so với con trưởng thành, người rất là bé luôn. Ok, ta cùng đến với con tiếp theo nha. Và đây là con tiếp theo là mình sẽ review nha, con Antelope. Đó, một con hiêu hương, con hương nó như thế rất là đáng yêu luôn. Đây, chè. Ok, chúng ta đến với con tiếp theo nha. Ở đây là con tiếp theo, con Vinho. Và đây sẽ là con cuối cùng hôm nay mình review nha. Con game book. Con gì ta? Con linh dương đầu bò thì phải. Hình như là không phải. Mình đoán vậy thôi. Con này chạy rất là nhanh, con bé nhưng mà chạy rất là nhanh rồi. Đó. Thấy chưa? Đỉnh luôn. Ok, mình cũng kết thúc video ở đây luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Goodbye, see you again.